hãy nhấn like, chia sẻ clip và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo nha. Xin chào các bạn, là mình đây. Hôm nay mình làm món đậu này, bún này, mắm tôm này. Hôm nay mình làm món bún đậu mắm tôm, các bạn cùng theo dõi mình làm nha. Thank you.
gì ngon hơn mà